Dạ vâng, thưa quý cô chú, anh chị và quý khách hàng. Trên kênh Nhà Giá Rẻ của Em Gái Miền Tây, một lần nữa mến chúc tất cả quý khách hàng, quý cô chú, anh chị thật nhiều sức khỏe. Xem video nhớ đăng ký kênh để tiện theo dõi những mẫu nhà được cập nhật liên tục mỗi ngày. Wow, một căn nhà mái Thái, kiểu view sân vườn, nhà phố mái Thái mà sân vườn. Mình có một cái sân sau để làm một cái view hồ cá, một cái sân phía trước như thế này mình để đậu xe mà làm view sân vườn, hai bên mình trồng kiểng rất là đẹp luôn, với cây bông dừa rất là dễ thương. À, khách hàng mà thích những cái view này nhìn nó tây tây, nó rất là đáng yêu. À, cô chú anh chị mình cần tìm một cái căn nhà view sân vườn mặt tiền đường thì hãy vào xem hết video. Với căn nhà rất là đẹp, diện tích là ngang 4,5 m, dài 29, nhà hướng Tây. Nhà mình có 4 phòng ngủ với mức giá đã hạ rẻ hơn so với thị trường là hơn 3 tỷ thôi. Mà mình có thể sở hữu một căn nhà mặt tiền đường thông, vị trí là Phước. Ở đây là Mỹ Lộc, cộng đồng Lộc Trung của Cần Giuộc, Long An. Và khu vực ở đây toàn là nhà biệt thự, sân vườn không hà cả nhà mình nha. Đường thông luôn, đường rộng 6 m, đường thông ra thị trấn Cần Giuộc nè. Còn một tuyến đường này là mình ra chợ Bình Chánh, quốc lộ 1A và chợ Long Thượng ở DT14 của Cộng Thịnh đồ luôn. Cô chú anh chị, nói chung là đường thông thoáng mặt tiền đường. Dân cư ở đây thì nhà thì cũng san sát nhau, cũng không có buồn đâu ha. Để sở hữu một căn nhà hướng Tây view sân vườn cực đẹp với giá siêu rẻ, giá tổng là 3 tỷ mốt, đã hạ xuống là 500 triệu so với trước đây. Đó, mặt diện của căn nhà với tông màu hột gà rất là dễ thương luôn ha cả nhà mình nha. Rồi bây giờ xin mời cả nhà vào bên trong để mình xem chi tiết tổng quan về cái căn nhà rất là dễ thương. Nếu mình cảm thấy yêu thích cái mẫu nhà vườn có sân trước và view hồ cá phía sau giá rẻ như thế này thì xuống xem thực tế được thì thương lượng giá trực tiếp bên nhà đất Tâm Nguyệt đầu tư luôn nha. Nhà mình thì ở đây là mình xây tường riêng, móng cột riêng cũng như căn nhà riêng lẻ rồi đó. Có một cái cổng sân vườn, có số nhà luôn ha, 258 ấp Lộc Trung cô chú anh chị nha. Rồi phía trước nhà của chúng ta là có sân nè, đậu xe 7 chỗ được luôn nè, mặt tiền đường hàng hiếm, giá rẻ cực kỳ luôn, rất là dễ thương. À, buổi chiều lên đèn rất là sang và xinh luôn, xịn sò. Và gạch ở đây là gạch giả gỗ cao cấp cô chú anh chị ha. Với căn nhà 4,5 m cũng khá là rộng rãi nè, trần thạch cao, đúc tấm, sàn thạch, đổ thạch 100%. Bên đây thì có những ốp nhựa BBC hai bên luôn, rất là tuyệt vời. Và có một cái gỗ nè ha, cô chú anh chị thấy cầu thang được tất cả đều là bằng từ gỗ luôn. Và căn nhà chúng ta được cái là có phòng ngủ phía dưới, ở đây có những cái kệ để chúng ta có thể để đồ, phòng ngủ cũng khá là rộng rãi nè, rất là tuyệt vời luôn cho một cái căn nhà view sân vườn rất là đẹp. À, cô chú anh chị đam mê nhà phố nhà vườn view đẹp độc lạ hãy đến với kênh Nhà Giá Rẻ Em Gái Miền Tây, sẽ theo dõi nhiều mẫu mã đa dạng đẹp hơn. À, và đây là không gian phòng bếp, có tủ bếp trên, tủ bếp dưới. À, trên thì có quạt trần, à, rất là dễ thương luôn. Rồi cô chú anh chị mình quay cận cảnh để mình xem được thì mình sẽ chốt ha. Với giá này là giá còn thương lượng. Ở đây là view hồ cá sân vườn của chúng ta, rất là tuyệt vời á cô chú anh chị ha. Mình ăn cơm mình có thể ngồi ra ngắm cá nè. Và có cây vú sữa này trái rất là nhiều, nếu tới mùa có trái ăn không hết luôn cả nhà mình ha. Rồi bây giờ em sẽ lên lầu, lên lầu để mọi người tham quan chi tiết ở trên phần trên. Kết cấu căn nhà rất là xinh, rất là dễ thương luôn. Đây thì bên em bán nhà thật, giá thật, nhà đẹp, giá rẻ, xây dựng kiên cố, chất lượng, bảo hành nhà 1 năm. Thì cô chú anh chị mua thì bên em sẽ bảo hành, giấy tờ pháp lý rõ ràng, thủ tục đầu sổ hồng riêng, công chứng ngay trong ngày. Vị trí em bán là chuyên và đầu tư Cần Giuộc, Long An, gần Bình Chánh. Ở đây là mình có một cái khoảng để làm phòng thờ, mình xây dựng kiểu kết cấu thoáng như thế này, không có bị bí bách. Trên trần thì có đèn, viền chạy này rất là đẹp luôn nè, lung linh, xinh luôn, đẹp mắt luôn. Ở đây có một căn phòng ngủ và bên trong có nhà vệ sinh, đầy đủ những công năng tiện ích cho mình luôn ha. Quá là đẹp luôn nè cả nhà mình nha. Trên trần thạch cao, tuyệt vời hơn là mặt tiền đường phía trước. Về đây sinh sống mình có thể mua rau sạch nè, cá tươi nè, đồng vui hả cô chú anh chị ha, vì nó là mặt tiền đường, quá tuyệt vời luôn. Rồi ở đây thì lại có một căn phòng ngủ kế tiếp nữa. Căn phòng ngủ này bên trong thì cũng có luôn nhà vệ sinh ha. Kết cấu của nó ở đây là mình xây đổ đúc tấm thật, điện âm tường và rất là an toàn.
cô chú anh chị mình mua căn nhà này về chỉ cần xách vali vô ở thôi, mình không cần phải sang sửa vì nhà mới mà. Nhà vệ sinh cũng đầy đủ tất cả những tiện ích trong ngang, vòi tắm, hoa sen, kính, gương, bồn cầu, liền khói, tất cả là đầy đủ luôn nha. Thì bên em gái miền Tây là chuyên đầu tư và xây dựng, và kênh nhà đất chính chủ Tâm Nguyệt đầu tư. Và kênh của bên em là bán nhà thật, thực tế để giúp cô chú anh chị ở xa mình không có thời gian, mình đi coi nhà thì mình xem video nó cũng chi tiết hơn, rõ ràng hơn, rồi mình có thể chốt và xem rõ rồi xuống xem thực tế, là mình xuống là mình chốt rất là nhanh, không mất thời gian của quý khách, và em cũng không muốn làm mất thời gian của quý cô chú anh chị nữa. Đây là trên lầu của chúng ta có một cái sân thượng nè, mình có thể dùng để làm giặt đồ, phơi đồ, hoặc mình làm mái che, làm view sân vườn phía trên, mình ngắm xuống dưới cũng rất là đẹp. Nhà bên trong rất là nhiều luôn cô chú và anh chị ơi. Với một căn nhà mặt tiền đường, diện tích ngang 4,5 m, dài 29 nhà hướng Tây. Nhà mình có tất cả 4 phòng, mỗi phòng ngủ đều có nhà vệ sinh, tất cả là 3 nhà vệ sinh, không lo bị là kẹt cầu vào buổi sáng. Rất là tuyệt vời với một căn nhà mặt tiền đường giá cực kỳ siêu rẻ, rẻ hơn thị trường 500 triệu so với trước đây. Giá tổng là 3,1 tỷ, còn thương lượng sổ hồng riêng, đất full thổ cư. Mời cô chú anh chị xuống xem thực tế. Được, em cần bán gấp, em cũng đang đi tìm chủ nhân của căn nhà này, thì không biết chủ nhân nào là có duyên để sở hữu căn nhà đẹp xinh, nhà vườn hàng hiếm, đúng một căn duy nhất, không có căn thứ hai. Mặt tiền giá này là quá rẻ, mình mua đầu tư chờ tăng giá quý vị ạ. Và cảm ơn tất cả khách hàng, tất cả cô chú anh chị đã xem và ủng hộ cho kênh nhà giá rẻ con gái miền Tây. Mến chúc quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe. Xem video nhớ đừng quên đăng ký follow để ủng hộ kênh nhà giá rẻ của Tâm Nguyệt nha. Xin kính chào quý cô chú anh chị mình nha.